và nâng cao ra, thì chúng ta còn ở nhiều micro cho thầy đi. Cách đi nó qua hồ mưa. Quá hay. Nhưng mà sao cái đời chính mẹ nó có cái gì sao? Mẹ lắm. Mẹ lắm hả? Thầy nói với bố là như thế nào? Bố có khả năng phục hồi sao? Phục hồi tốt lắm hả? Bố nói chậm chậm thôi, thầy dặn bố nói chậm chậm mới ra chữ đúng không? Đúng rồi. Ừ. À, nhưng mà em, cái đó em thấy là đúng là bố em không nói được đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, à. Mỗi lần gọi điện thoại về thì chỉ thấy bố em cười hay là gật đầu thôi, không có nghe nói. Thì trước ngày em bay về đây thì mẹ em nói là bố con đã được ra tiếng lớn. Và khi em đáp về đây thì gặp bố em rất là mừng. Thì nghe được lời nói của bố thì cũng mấy năm nay không nghe được tiếng nói của bố em rất là nhớ. Đây. Dạ. Quá ngon. À, nhưng mà có bị chửi như thế nào không? Không có chửi em không? Có chửi không, sao có chửi cho mọi người nghe đây. Cho em ở nhà khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.